Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính, Trên xuống hay dưới lên. Cái tốt trước mình viết về việc cảnh sát giao thông ăn tiền là nguyên nhân chính khiến người dân coi thường luật giao thông. Có một số anh em lao vào phản biện để ý là chúng mày không đưa tiền thì cảnh sát giao thông đâu éo mày đưa được, sau đổ lỗi cho cảnh sát giao thông khi chính mày vi phạm luật rồi chủ động đút lót. Xét thấy đây là vấn đề quan trọng về mặt lý luận đối với một số vấn đề chống tham nhũng nói chung, chứ không riêng gì việc tham nhũng vặt của cảnh sát giao thông, nên mình tách nội dung này viết thành một cái tút riêng, nó cùng mạch trên xuống hay dưới lên của ba cái tút trước. Lâu nay các chú tình bồng vẫn có ní nụn là đổ tội gây nên tham nhũng cho người dân, chúng mày không đưa tiền thì làm gì có tham nhũng nào. Nghe cũng thấy đúng đúng nhỉ? Nhưng xét về mặt tâm lý con người thì ai cũng sẽ hành xử theo cái xu hướng làm lợi cho cá nhân mình, chỉ cần điều đó không quá gây hại cho xã hội hay người khác. Một nhóm không nhỏ người khác còn chả quan tâm đến việc gây hại cho xã hội, chỉ biết lợi cho mình là làm thôi. Đây là tâm lý bình thường, hợp logic, nên nó sẽ khó thay đổi nếu không có luật điều chỉnh. Nếu không thì xã hội sẽ loạn. Tâm lý này đúng từ cái thời hồng hoang, bản năng sinh tồn khiến con vật cũng làm như vậy. Vì thế mà pháp luật ra đời. Súc vật cũng có luật lệ riêng, tạm gọi là luật rừng, do con đầu đàn ban hành. Con nào vi phạm có thể bị trả giá bằng máu hoặc tính mạng. Đấy là với các loài vật có tính cộng đồng cao, cần phối hợp nhóm khi đi săn hay trong cuộc sống có tổ chức. Nếu con người ai ai cũng có kiến thức vì cộng đồng, nhận thức được việc đưa hối lộ là sai, thì chả còn cần có luật nữa. Thậm chí lúc đó không cần cả công an, nhà tù, tòa án nữa. Vì thế cần hiểu là việc giáo dục để người dân có ý thức không phạm pháp không bao giờ thay thế được pháp luật và thực thi pháp luật nghiêm minh. Trong việc chống tham nhũng, việc giáo dục người dân để họ không đưa hối lộ là cần thiết, nhưng không hiệu quả bằng cái việc chống tham nhũng bằng luật để xử lý cán bộ nhận hối lộ. Bởi vì việc đưa hối lộ chắc chắn làm lợi cho người đưa và nó ít ảnh hưởng đến xã hội hoặc ảnh hưởng rất không rõ ràng. Không có như cái việc đi ăn cướp, nó cũng là có lợi cho kẻ cướp nhưng ảnh hưởng xã hội là rất rõ và trực tiếp. Rất ít người chọn cái cách đi ăn cướp để làm lợi cho mình, nhưng hầu hết người Việt Nam đều sẵn sàng đút lót và nhận đút lót, đơn giản vì đó là hành vi có vẻ như sạch sẽ và đạo đức hơn các hành vi vi phạm pháp luật khác, thậm chí bị coi nhẹ hơn là đái bậy và xả rác bừa bãi. Mình tin là 100% dân Việt Nam trưởng thành đều đã từng đưa và hoặc là từng nhận hối lộ, trừ những người tàn tật thiểu năng. Vì cái việc cảm ơn bằng tiền và hoa quả nó quá là phổ biến ở Việt Nam để được hưởng lợi từ xa xưa rồi. Vì thế đừng có ai lên giọng nói là đừng có đưa hối lộ để chống tham nhũng, thế là đạo đức giả và ngụy biện. Phân tích như thế để thấy là chống tham nhũng phải bằng luật, tức là từ trên xuống, chứ đừng có nói chuyện chống tham nhũng từ dưới lên vì nó bất khả thi, đâu có ai tự giác được mãi đâu nè. Để chống tham nhũng thì chỉ cần xử lý nặng và nghiêm minh hành vi đưa nhận hối lộ. Tất nhiên tội nhận hối lộ phải bị xử nặng hơn. Như cái vụ AVG, anh Son nhận 3 triệu đô, trong khi anh Vũ đưa gấp vài lần cái số đó. Cả hai đều khắc phục hết, nhưng Vũ chỉ dính 3 năm tù, trong khi Son thì chung thân. Với cảnh sát giao thông cũng vậy, lẽ ra phải xử lý cảnh sát giao thông nặng hơn là cái kẻ đưa hối lộ, là người tham gia giao thông kìa. Nhưng dường như các cảnh sát giao thông bị thải hồi hay bị kỷ luật là rất ít, cho dù đảm bảo 99% cảnh sát giao thông Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ở hai cái nơi mà có nhiều vi phạm trật tự giao thông nhất cả nước, đều nhận tiền đút lót. 1% không nhận là do chưa đạt chỉ tiêu doanh thu hoặc đang được nhà báo quay phim chụp ảnh. Việc phát hiện tố giác hành vi cảnh sát giao thông nhận tiền là quá đơn giản so với các ngành khác kín đáo hơn, do anh em đều tác nghiệp ngoài đường là chính. Nếu nhà chức trách công khai việc xử lý và khuyến khích người dân tham gia bắt quả tang, thì đảm bảo sau một tháng là vãn cái việc nhận tiền. Thậm chí chính thanh tra ngành tự đi bắt cũng rất dễ, nhưng người ta không làm hoặc là làm cho có lệ. Ngu gì mà làm? Làm chặt thì anh em nhịn, thì cả ngành cũng thất thu, đáng kể đấy chứ. Thế nhưng thực tế cũng có một số tỉnh làm được. Mình nghe nói cảnh sát giao thông Quảng Ninh hiếm khi nhận tiền. Nếu bạn vi phạm, một là gọi người thân, hai là đóng phạt. Đó là do anh em có ý thức chăng? Quên mẹ nó đi, chắc chắn là do chỉ đạo từ lãnh đạo công an tỉnh hoặc từ tỉnh. Tất nhiên anh em cũng được chia chác từ tiền phạt, nhưng sẽ ít hơn khi ăn trực tiếp. Nhưng đó vẫn là kỷ cương, được vãn hồi phần nào, trừ anh em có quan hệ thì vẫn không sao.
Nghe nói cảnh sát giao thông Đà Nẵng, Vĩnh Phúc cũng như vậy. Còn cảnh sát giao thông Hải Dương thì nổi tiếng là ăn bẩn và còn bẫy khách để mà kiếm tiền. Mấy thằng đạo đức giả nói trên cứ đi Hải Dương mà test xem có phải là đút lót không. Chính mình bị bẫy một lần bởi một thằng chim mồi đi đường 5, nó cố tình bò ra đường 4 để bốn cái xe khác vượt sai luật, rồi sau đó bị hốt luôn. Anh em cảnh sát giao thông cười hớn hở, còn chủ động nói bọn em có bốn anh em đứng nắng thôi, anh đưa mấy trăm giúp anh em trà nước đỡ vất vả. Nhận tiền xong thì mấy ảnh ai cũng cảm ơn rối rít, tổ sư nữa chứ. Ai hóng bên mấy cái group ô tô đều rành các cái chuyện tương tự. Ngoài Hải Dương thì Đồng Nai cũng là tỉnh mà cảnh sát giao thông khét tiếng là nhũng nhiễu. Phải chăng hai tỉnh đó phong thủy xấu, cảnh sát giao thông cứ rơi vào đó là ăn bẩn? Không phải đâu, là do lãnh đạo công an tỉnh và lãnh đạo tỉnh hết á. Có thể đó là một trong các lý do khiến cho nguyên dàn lãnh đạo công an Đồng Nai vừa mới bị thay máu. Chính vì vấn đề tham nhũng vặt của cảnh sát giao thông không được xử lý triệt để nên mới tạo nên cái tâm lý coi thường pháp luật của người dân, tức là luật không nghiêm là sinh hư dân. Đừng có hy vọng dân được giáo dục có ý thức mà phải dùng luật, mà luật phải nghiêm với chính cái kẻ thực thi pháp luật trước. Kể cả tử hình người say rượu lái xe mà vẫn chạy được tội thì cũng chả ai coi ra gì. Riêng cái việc xử lý nồng độ cồn, chắc 80% người vi phạm là từ quán nhậu đi ra. Cứ chặn quán nhậu la xong, kể cả dùng luật cũ cũng xử lý được hết. Thứ hai là từ các nhà có đám, cứ rình từ đó ra thì cũng vợt được nốt ít nhất là 10% còn lại. 10% uống rượu tại nhà thì coi như thả cũng không sao. Như thế có vẻ thiếu nhân văn nhỉ, nhưng mà làm thế lại làm các quán mất doanh thu, tức là các anh em khác cũng bị ảnh hưởng nồi cơm. Tóm lại là việc chống tham nhũng nói chung và chống tham nhũng vặt trong ngành công an như bắt cóc bỏ dĩa mà thôi, làm căng lại thành tự tay bóc giái, hất đổ nồi cơm của mình và của anh em cán bộ khác. Trong cái tút khác mình đã viết, chế độ này nó vận hành bằng tiền xã hội hóa vì lương cán bộ chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà thôi. Thế nên tốt hơn là cứ siết bọn dân ấy, toàn là dân hỉ hả vỗ tay thôi. Anh em bò đỏ chắc đang suy diễn là mình hay nhậu nên mới viết như thế. Thực tế là ngược lại nhé, mình không thích và không uống được bia rượu, cũng không ham nhậu hát karaoke, tức là không hề có nhu cầu gì về cồn. À, mà mỗi tội thích ăn trái vải và ăn mít. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt và TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.